Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, cộng đồng Cardano đang nóng lòng chờ đợi bản cập nhật Hard Fork Alonzo. Bản cập nhật sẽ thúc đẩy khả năng của mạng để chạy một loạt các ứng dụng tiền điện tử, bao gồm các hợp đồng thông minh và các mã thông báo không thể thay thế NFT. Founder kiêm CEO Charles Hodgkinson tiết lộ rằng bản cập nhật sẽ mang lại khả năng lập trình cho blockchain. Ông mô tả đây là siêu năng lực ma thuật của Cardano khi nó được xây dựng với tính năng nâng cấp. Hodgkinson nói rằng nó có nghĩa là Cardano hiện hỗ trợ khả năng lập trình. Điều đó giống như khi JavaScript đến với trình duyệt web. Vì vậy bạn đi từ các trang web nhàm chán đến Facebook, Google và YouTube. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử, blockchain cung cấp nhiều sản phẩm hơn, chắc chắn sẽ có ưu thế hơn về mặt áp dụng. Bản cập nhật mới nhất của Cardano sẽ cho phép mọi người làm được điều đó. Họ có thể sử dụng đồng ADA để mua NFT hoặc tham gia vào trò chơi trực tuyến. Cardano cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ với Ethereum. Với bản cập nhật mới nhất của mình, Cardano cũng sẽ thêm các khả năng hợp đồng thông minh vào blockchain, cho phép hai hoặc nhiều bên giao dịch mà không cần lực lượng trung tâm như ngân hàng thương mại hoặc nhà môi giới. Với việc tài chính phi tập trung ngày càng phát triển, việc sử dụng các hợp đồng thông minh cũng sẽ tăng lên theo thời gian. Hodgkinson lưu ý rằng Cardano sẽ mở ra một thời đại mới. Nếu so sánh Cardano với Ethereum, mạng có khả năng xử lý nhiều giao dịch hơn mỗi giây, lên tới 250 TPS so với 15 TPS của Ethereum. Nó cũng có phí gas thấp hơn. Điều này sẽ giúp Cardano phát triển nhanh hơn, khi phí của Ethereum đang dao động trung bình khoảng 4,2 đô la. Bên cạnh đó, các hợp đồng thông minh đang ra mắt vào thời điểm tốt nhất vì NFT đã tiếp quản thị trường. Doanh số dao động khoảng 64 triệu đô la mỗi ngày. Điều này có thể thấy các NFT dựa trên Ethereum chuyển đổi sang mạng Cardano nhanh hơn và rẻ hơn. Vụ giảm giá đột ngột vào ngày 7 tháng 9 đã khiến các nhà đầu tư lo sợ khi thanh khoản đạt mức cao nhất trong 4 tháng và lãi suất mở giảm xuống mức thấp nhất hàng tháng. Nhưng hiện tại, Cardano đã tăng giá trở lại trước ngày nâng cấp Alonzo. Các lệnh mua vượt quá mong đợi và lệnh bán tăng 12 triệu ADA, tương đương với 29 triệu đô la. Với việc phát hành Alonzo, giá cả tăng lên, các địa chỉ đã có lợi nhuận 82%. Có thể thấy sự gia tăng về số liệu và lợi nhuận. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Cardano phải duy trì mối tương quan chặt chẽ với Bitcoin như hiện tại. Đồng thời, ADA cũng nên giữ mức độ biến động thấp nhất có thể, dưới mức hiện tại là 109%. Chưa dừng lại ở đó, tham vọng của Charles Hodgkinson mong muốn trong tương lai, Cardano sẽ trở thành đồng tiền của cả một quốc gia, hay thậm chí là nhiều quốc gia trên thế giới. Thời gian gần đây, châu Phi đã thay đổi chính sách và chấp nhận tiền điện tử. Khi các quốc gia của lục địa này gặp khó khăn về kinh tế và đồng tiền mất giá, các quốc gia như Nigeria, Kenya, Ghana và Togo đứng đầu danh sách những người chấp nhận tiền điện tử. Tiền điện tử đang được sử dụng cho các giao dịch thương mại và quốc tế, và như một kho lưu trữ giá trị trong trường hợp gần như không có các hệ thống ngân hàng truyền thống. Blockchain cũng đang được sử dụng ở châu lục này cho nhiều mục đích tài chính cá nhân. Một số trường hợp sử dụng bao gồm chi tiêu công và quản trị, kinh doanh điện, đăng ký đất đai. Nó cũng đang được sử dụng để minh bạch hóa trong chăm sóc sức khỏe, cùng với việc cung cấp dữ liệu và tài liệu nhanh hơn. Nhóm phát triển đằng sau mạng Cardano đã công bố kế hoạch vào tháng 4 để xây dựng một hệ thống blockchain ID quốc gia ở Ethiopia. Sự hợp tác giữa Cardano và chính phủ Ethiopia nhằm mục đích xây dựng một hệ thống chứng chỉ sinh viên toàn cầu dựa trên blockchain ở quốc gia Đông Phi. Khi được hỏi về kế hoạch cho tương lai, founder của Cardano muốn có 100 triệu người dùng và nhiều quốc gia sử dụng hệ thống của Cardano. Hodgkinson khẳng định, chúng tôi muốn có một quốc gia Cardano, nơi tất cả cơ sở hạ tầng được xây dựng trên Cardano trong một quốc gia duy nhất. Điều đó nghe có vẻ xa vời, nhưng châu Phi được biết đến là nơi có tiềm năng lớn khi áp dụng các công nghệ mới và blockchain không phải là ngoại lệ. Các loại tiền điện tử như Bitcoin thường được sử dụng để thực hiện thanh toán chuyển tiền và lưu trữ các khoản tiết kiệm. Ngoài ra, các tùy chọn công nghệ tài chính hỗ trợ blockchain cũng đang được các tổ chức trên khắp lục địa tích cực phát triển và sử dụng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.